Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh cũng như là thông tin liên lạc khi gửi hàng. Do cái trang của shop là trang cá nhân cho nên những cái bình luận hay là những cái comment của anh chị đó thì nó có thể bên máy các anh chị sẽ nhìn thấy, nhưng mà bên máy của shop đó nó sẽ được nhận rất là trễ. Có những cái bình luận đó nhiều khi vài chục phút, thậm chí là có những bình luận là shop không có thể là xem được. Cho nên shop sẽ ưu tiên cho các anh chị mà chọn hàng qua cái tin nhắn Zalo di động hoặc là gọi qua tin nhắn Zalo hay là di động. Shop shop video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái này nó gọi là cái dĩa hay là cái tước hoặc là một cái chén rượu, chén mà giang trảng đó. Nó thuộc cái dòng gốm Oribe. Cái chén này nó tạo hình nhìn rất là độc đáo với cái kiểu men màu xanh đồng đặc trưng của cái dòng Oribe. Đây chúng ta thấy cái chân nè, nó được tạo hình cực kỳ là ấn tượng. Chân nó được tạo hình cực kỳ là ấn tượng. Ngoài ra thì trong cái thành phần của cốt đó, nghệ nhân họ pha trộn những cái viên sỏi nhỏ để khi mà nung men đó nó tạo nên cái vết, cái vẻ xù xì nhìn rất là độc đáo. Thì chúng ta thấy nè, cái chân nó được khắc và nó tạo hình rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn. Cái này các anh chị có thể là dùng như chén rượu hay là các anh chị có thể là để một cái chén trà hoặc là ấm trà, mà ấm trà mini đó thì rất là độc đáo. Cao là 4.8, đường kính là 11, mã sản phẩm là H1, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa mini. Thường thì ở Nhật đó họ có những cái bình này để họ trưng bày trong những cái tủ nhỏ. Do cái không gian của người Nhật thì đa số nó nhỏ. Cái bình này cái dáng rất là hay, dáng rất là độc đáo với cái dáng tròn miệng le. Những cái bình này nó chế tác rất là tinh xảo các anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó được chế tác cực kỳ là tinh xảo. Cốt dày nặng, men cực chất, đáy có truyện ký của nghệ nhân. Này nó cao 7.2. Đường kính miệng là 5.5. Đường kính thân nó cũng 5.5, mã sản phẩm là H2, giá 120k. Tiếp theo đó là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Hai cái dĩa tạo hình cái chiếc lá. Hai cái dĩa này là dĩa sứ. Tạo hình chiếc lá cực kỳ sống động. Ở đây đó khi mà làm đó, nghệ nhân họ sẽ dùng cái chiếc lá thật đó, họ ấn lên cái sản phẩm. Sau quá cái trình nung men đó thì chúng ta thấy nè, những cái gân lá nó hiện lên cực kỳ là sống động, nhìn rất là sống động luôn các chị, màu sắc rất là đẹp luôn, đáy có ấn truyện, cốt dày nặng. Những cái dĩa này các anh chị bày lên trưng bày rất là đẹp, hay là lót cái chén trà ấm trà đó, chiều dài của nó là 17, chiều rộng là 9.6, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình sứ. Cái bình này theo kinh nghiệm của shop, nó là những cái bình để đựng rượu. Bình này dáng rất là hay với cái màu men rất là ngọt. Màu men này khá là lạ, màu men xanh lá cây nhạt. Màu men khá hiếm gặp nè, cái dáng rất là hay, dáng thanh.
Tôi thấy cái nắp nó dài như thế này nè, để khi mà chúng ta rót đó nó không có bị rớt ra, chế tác rất là tinh xảo. Bình này dung tích chắc khoảng một từ 150 đến 200 ml. Bình này nhỏ, thường thì những cái bình rượu này nè, chúng ta hay gọi là miền Nam gọi là cái nhạo rượu, tổng chiều cao tới cái nắp luôn là 12, đường kính miệng là 2.8 2.9. Dòng thân là 22 năm, mã sản phẩm là H4, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm, cái này gọi là cái dầm cũng được, cái an cũng được. Cái này thì cái dáng là cái dầm thì hợp hơn, cái dầm gướm mộc rất là đẹp luôn. Cái dầm này nó rất là độc đáo nè, lòng nó vẽ cái một cái biểu tượng hoa cúc. Cái này chúng ta giống nhìn giống như cái mặt trống đồng, với cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Chúng ta thấy nè, kiểu men bên ngoài nó độc đáo hơn trong hình rất là nhiều. Cái dầm này nó được chế tác thủ công rất là tinh xảo, cốt dày rất là nặng, đáy có ấn triện được âm vào trong cái cốt gốm. Cái dầm này bên ngoài nó đẹp hơn trong hình. Cái dầm này các anh chị mà chúng ta để cái ấm trà mộc á thì cực kỳ là phù hợp và cực kỳ là ấn tượng. Cái dòng này bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều luôn. Và đây là một cái dòng gốm cũng khá là hiếm gặp. Dòng này cao 4, đường kính 16 năm, mã sản phẩm là H5, giá 150k. Tiếp theo đó là một cái bình này nhỏ. Cái bình này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa. Cái bình này cái kiểu men nó giống như bạch định với anh chị, nhưng mà theo shop thì nó là men ngọc, nhưng mà men ngọc mà kiểu mà nó trắng á. Đây nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nha, rất là sâu tuổi, bình này cực kỳ sâu tuổi. Cái bình này shop nghĩ nó dùng trong thư pháp, nó giống như cái bình để đựng nước rồi sử dụng trong thư pháp. Cái này là cái nốt ruồi, do trong cái oxit sắt đó, trong cốt nó có oxit sắt đó, lâu ngày thì những cái sản phẩm xưa chúng ta thấy những cái nốt ruồi đó. Bình này đặc biệt sâu tuổi, bình này có thể gọi là sản phẩm cổ này. Rất là đẹp, màu men đẹp, dáng đẹp. Bên này thì trên thân nó có những cái vết tóc cũ này nè, bên đây nó có vết tóc cũ này nè, những cái bình này thì nó đều thấu quang cả, cốt sứ nó thấu quang hết. Bình này đặc biệt sâu tuổi nè, cao 4, tổng chiều dài là 11 năm, chiều rộng là 5, cái miệng nó dài 3.8, rộng 2.2.7, mã sản phẩm là H6, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là một cái dĩa tạo hình chiếc lá nhìn rất là độc đáo. Cái dĩa này nó thuộc cái dòng gốm Oribe với cái kiểu men đặc trưng là cái màu xanh đồng. Chiếc lá này nó được tạo hình rất là sống động các anh chị, giống như chiếc lá nó đang rơi nó uốn lượn vậy đó, nhưng mà đó ở phía sau này nè, ở dưới đáy đó đó, nó được tạo hình ba cái chân nhìn rất là hay. Đặc biệt thì cái dòng này là cái dòng cốt nó rất là nặng, cốt chắc chứ không phải là men rạn. Cái này các anh chị có thể dùng nó dưới một cái dầm trà nhỏ vậy đó. Ví dụ anh chị để cái bình trà đây nè, anh chị làm nóng ấm chén trà trước khi pha trà, hay là chúng ta trưng bày một cái chén trà, hoặc là chúng ta để những cái loại hạt, nó cũng đều rất là đẹp, kiểu men rất là sống động. Bên ngoài nó có một cái vết mẻ nhẹ như thế này, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay chức năng. Ngoài ra các anh chị mà trưng bày chiếc lá này trưng bày rất là đẹp, cốt dày nặng. Chiếc lá này nó cao 4.5, dài 19 năm, rộng 13 năm, mã sản phẩm là H7, giá 120k.
Tiếp theo đó là một cái bộ dĩa. Một cái bộ dĩa rất là đẹp, xin lỗi, một cái bộ tô. Một cái bộ tô sứ. Nó vẽ bồ công anh và cỏ ba lá. Cỏ bốn lá, cỏ ba lá đó. Tượng trưng cho cái sự may mắn, cỏ ba lá là tượng trưng cho sự may mắn. Nó mang cái phong cách đặc trưng của Nhật nè, với mỗi cái tô nó mang một cái màu men khác nhau. Ở đây cái màu men nó khác nhau nha các anh chị. Rất là đẹp. Đây, vẽ bồ công anh và cỏ ba lá. Ở đây bên ngoài thì cái này cái màu sắc nó đẹp hơn, cái màu hồng rất là ngọt ngào. Ở đây bị ánh sáng trắng của đèn đó, nó bị tái. Họa tiết nó được vẽ thủ công rất là đẹp. Nó thuộc cái dòng Tachikichi, là một phân nhánh trong cái dòng Adita. Cái màu men ngọc này, rất là đẹp. Này mỗi mỗi tô nó mang một cái màu men khác nhau, mang phong cách đặc trưng của Nhật. Tô này nó cao 5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H8, giá 60k trên cái. Bộ này nó có 4 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa xưa. Hai cái dĩa xưa nó thuộc cái dòng Imari cổ hay là Arita cổ. Cái dòng này nó được sản xuất vào cái giai đoạn Minh trị nè, Meiji đó. Tiếng Nhật là Meiji, tiếng Việt là Minh trị, khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Nó vẽ bát bảo mã, hay là mình gọi là cái nôm na mình gọi là mã đáo thành công. Bát bảo mã, tám loài ngựa quý. Họa tiết những cái con ngựa màu vàng, màu đen, màu xanh thì nó được vẽ bằng men nổi. Riêng cái con ngựa đỏ thì nó vẽ bằng cái màu chu sa. Ở đây chúng ta thấy cái vành nè. Đây họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay rất là công phu nha. Cái dĩa này nó nhỏ nhưng nó vẽ rất là công phu luôn. Đây chúng ta thấy từng cái nét bút và từng nét cọ. Trên cái viền của cái dĩa này là nó được vẽ cái họa tiết đường dìm. Đường dìm này là nửa cánh hoa cúc cách điệu, được vẽ bằng men nổi trên cái nền vàng. Cái nền được mạ vàng, cái nền chúng ta thấy nè, nó được mạ vàng rất là đẹp. Lồng nó vẽ lá ngô đồng. Dĩa này sâu tuổi. Bên ngoài nó vẽ những cái cánh hoa lan, những cái đó hoa lan. Đây là những cái nốt ruồi do cái vết oxy sắt nó tạo nên. Rất là đẹp luôn. Dĩa này nó nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Dĩa này các anh chị để trưng cái ấm trưng bày hay là để ấm trà, chén trà đều cũng đẹp. Đường kính là 12, mã sản phẩm là H9, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa men ngọc Celadon. Bộ dĩa này cũng thuộc cái dàn sản phẩm là nó cũng đã có tuổi nè, xưa nè. Cái dáng hình thuyền. Cái này các anh chị dùng làm như giống như một cái dĩa mà chưng nhãn trà đó các anh chị. Cái này sử dụng là để chưng nhãn trà là rất là hay nè, để chưng trà đó. Thì nó rất là hợp nè, cái dáng nó hình thuyền. Chất liệu là sứ men ngọc Celadon. Cái dĩa này chúng ta thoạt nhìn thì nó có vẻ đơn giản nhưng thật ra cái dĩa này lại cực kỳ công phu. Họa tiết nó được vẽ nổi 3D. Nhưng mà nó vẽ nổi ở phía trong đó, sau đó thì nó được phủ một cái lớp men bóng bên ngoài. Nó vẽ ở phía trên này, nó vẽ là phượng hoàng và lá ngô đồng tượng trưng cho hoàng gia của Nhật Bản. Ở đây nó vẽ tùng hạt, nhưng mà con hạt giấy tượng trưng cho cái ước mơ và may mắn. Ở bên đây nó có chữ thọ nè, bên đây nó có chữ phúc. Dĩa này vẽ rất là công phu đó anh chị. Nó vẽ nổi 3D nhưng mà nó vẽ ở bên dưới cái lớp men bóng. Đây là những cái vết lỗi lò trên những cái dòng sản phẩm xưa chúng ta hay gặp. Dĩa này cái cốt nó rất là nặng, đặc trưng của cái dòng Celadon là cốt rất là nặng.
Dĩa này nó dài 17 năm, nó rộng là 10.5, mã sản phẩm H10, giá 60k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình men lam xưa. Cái này là cái dòng men lam đặc trưng của Nhật nè. Cái dòng này khá hiếm sản phẩm hơn so với cái dòng men lam xanh. Cái này nó cũng màu xanh nhưng mà nó đậm hơn, nó chuyển dần về màu đen. Trên thân nó vẽ sơn thủy với hình cái mái nhà tranh, bên cạnh là cái cây tùng. Cây tùng nó tượng trưng cho cái đấng trượng phu. Cái màu men lam này là một trong những cái màu men lam đặc trưng của Nhật, rất là đẹp. Họa tiết nó được vẽ thủ công theo cái phương pháp thủy mặc, cái lối vẽ thủy mặc. Thủy mặc có nghĩa là mực nước. Rất là đẹp, họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Cái màu rất là độc đáo. Đái có truyện ký của nghệ nhân. Bình này nó sâu tuổi nè. Tất cả những cái bình này nó cốt nó, những cái dòng sứ này cốt nó đều có thấu quang hết. Có một bình cái thân nó có một cái đường tóc nhẹ như thế này, đường tóc khoảng 3 cm. Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Những cái đường tóc đó các anh chị đựng nước nó còn không có rịn nữa. Cao 14 năm, cái bình này nó cao 14 năm. Đường kính miệng là 2.5. Dòng thân là 21 năm, mã sản phẩm là H11, giá 200k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa. Cái tô này cái dáng lục giác nhìn rất độc đáo, và cái dáng nó giống như hình cái nón vậy các anh chị. Lồng nó vẽ sơn thủy và cái hoa văn nhìn rất là ấn tượng. Đây chúng ta thấy lồng vẽ sơn thủy với cái màu men lam rất là đẹp, màu men lam cực đẹp. Họa tiết nó vẽ thủ công. Ở trên đây nó vẽ cái hoa văn rất là độc đáo. Này chúng ta nhìn vào giống như một cái chao hoa anh chứ. Cốt sâu tuổi, cốt dày rất là nặng. Cái này có thể chúng ta gọi là một cái chao hoa anh. Chao hoa anh, nhưng mà những cái chao hoa này nè, là có thể nó sử dụng trong những cái lễ hội hoặc là trưng bày. Cao 8, đường kính 18 năm, mã sản phẩm là H12, giá 350k. Cái tô này cái cốt nặng khủng khiếp. Tiếp theo là cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cái khay, xin lỗi, hay là một cái chậu, hay là một cái giỏ. Nó bằng gốm mộc, nhưng mà nó được đan giống như là mây mà nó đan vậy đó các anh chị. Gốm nhưng mà đan giống như mây vậy đó. Nó đòi hỏi rất là công phu, và nó đòi hỏi cái kinh nghiệm chế tác của nghệ nhân rất là cao. Tại sao? Khi những cái đường này nè, là nghệ nhân họ phải tạo ra, thay vì là nguyên khối thì nghệ nhân họ phải tạo thành những cái sợi nhỏ như thế này rồi mới đan lại. Và nếu mà nghệ nhân không đủ kinh nghiệm và cái tay nghề chế tác đó không có cao đó, thì khi mà đan đó, những cái đường này nó dễ bị rạn nứt. Hai nữa là khi mà nung đó, lúc mà nung gốm đó, thì những cái đường này nè nó dễ bị rạn nứt dữ lắm. Cho nên là ở đây nó đòi hỏi, nhìn chúng ta thấy có vẻ nó đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi cái kỹ thuật cũng như cái tay nghề chế tác rất là cao mới có thể là làm nên những cái sản phẩm gốm mà nó đan như thế này. Nó khó hơn chúng ta làm từ những cái vành mà nó liền. Cho nên chúng ta thấy thường những cái lưới hay là những cái sản phẩm đan như thế này,
Ở Nhật cũng vậy, nó sẽ đắt đỏ hơn so với những cái dòng sản phẩm khác. Ở đây đá chúng ta thấy nè, được khắc tạo hình giống như sóng nước vậy đó, giống như cái mặt hồ vậy đó. Rất là công phu, đá có ấn tượng của nghệ nhân. Dòng này nó cốt nó rất là nặng. Cái vỏ này các anh chị để trưng bày trái cây thì rất là độc đáo, cực kỳ là ấn tượng luôn. Nó cao 7, dài 22 năm, rộng 19 năm, mã sản phẩm là H13, giá 400k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men lam rất là độc đáo. Cái dĩa men lam nó tạo hình một cái quạt giấy. Quạt giấy là một trong bát bủ bối trong văn hóa của Nhật. Bên trong nó vẽ hình một cái người cưỡi ngựa và ở phía sau có một cái tiểu đồng đi sau. Người cưỡi ngựa phía sau có tiểu đồng. Vành nó vẽ cái hoa văn rất là ấn tượng. Màu men lam rất là đẹp. Đáy nó có ba chân, màu men nó gần ngã ngang xanh ngọc. Đáy có truyện ký của nghệ nhân, cao 4.5, nó dài, nó rộng 15, nó dài 18, mã sản phẩm là H14, giá 150k. Đó là một cái dòng dạng đồ hiếm đó. Tiếp theo là một cái dòng sản phẩm rất là độc đáo nè, dòng này rất là hiếm gặp luôn. Cái dòng này là cái dòng Roku Bizen. Đây là một cái dòng cực kỳ là hiếm gặp sản phẩm nè. Dòng này rất là độc đáo. Roku Bizen. Cái dòng này chúng ta thoạt nhìn nó giống như Bạch Định vậy đó. Giống như Bạch Định luôn. Nhìn rất là độc đáo, nhưng mà nó không phải Bạch Định. Bạch Định thì là nó là cái cốt sứ. Thằng này có cái cốt gốm, nhưng mà chúng ta nó rất là khó phân biệt. Nó giống như là sứ luôn, nhưng mà Bạch Định thì cái màu men nó trắng và cái cốt nó khác. Thằng này cái cốt của Rokubie này đó, Bizen Rokubie này thì nó cái cốt nó đanh. Chúng ta nghe như là tiếng kim loại mà nó va chạm với nhau vậy đó. Cực kỳ đanh. Giả dạ, đây cái màu này là cái màu tự nhiên luôn của cái gốm chứ không phải là cái men luôn các anh chị. Đây chúng ta thấy nè. Cái màu trắng tự nhiên của gốm luôn. Rất là hiếm, sản phẩm này cực kỳ hiếm gặp. Rất là đanh và đặc biệt là khó kiếm cái bộ trà lắm. Cái bộ trà, cái sản phẩm này đó giờ shop bán khoảng 7 năm thì chúng ta lần đầu tiên là shop được chỉ có một bộ trà duy nhất thôi. Duy nhất sưu tập được chỉ duy nhất một cái bộ trà. Đây nó có cái ấn triện nè, cái dòng này nó cùng ấn triện là ấn triện nổi nè, thường thì ấn triện nó chìm, ở đây nó có ấn triện nổi bên hông nè. Ấm trà cũng vậy. Và ở đây chúng ta thấy cái bộ này nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Cái đáy nè, nó làm nó không có cái trôn, nó làm giống như cái dấu thiền vậy đó. Dòng tròn khuyết. Nó thể hiện cho cái sự luân hồi. Cái dòng này nó cốt nó dày, rất là nặng. Đanh. Cực kỳ độc đáo. Cao 5. Cái ly cao 5, đường kính 7. Dòng này rất là độc đáo. Cực kỳ độc đáo. Cái ấm nó tạo hình xù xì. Roku Bizen. Hay gọi là Bizen trắng đó. Rất là hiếm gặp, cực kỳ hiếm gặp. Đây chúng ta thấy cái cốt nè, trắng tinh. Giống hệt là Bạch Định. Nếu mà chúng ta thiếu kinh nghiệm đó, chúng ta ít có gặp sản phẩm đó thì rất rất là dễ nhầm lẫn nó với Bạch Định. Cốt sứ luôn, lọc sứ rất là đẹp. Lọc là lọc gốm đồng bộ. Ở đây chúng ta thấy cái phần này không phủ men nè, là cái cốt nó là màu trắng luôn nè. Rất là độc đáo. Cái dòng này nó hiếm gặp hơn những cái dòng Bizen thông thường các anh chị.
rất là đẹp. Cái ấm này to, cái ấm này dung tích nó khoảng từ 550 đến 650 ml, rất là to. Nó cao 10.5, đường kính là 10.5. Mã sản phẩm là H15, giá 850k trên bộ này. Bộ này các anh chị mà trưng bày thì rất là độc đáo. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là độc đáo nè. Một cái bộ rượu dùng trong nghi lễ của Nhật. Bộ này đúng ra nó phải như thế này nè. Đây. Đó. Những cái bộ rượu này nè là nó dùng trong cái nghi lễ, thường nó sử dụng trong cái lễ cưới hoặc là những cái nghi lễ trang trọng của người Nhật. Và cái điểm độc đáo của người Nhật đó, chúng ta thấy cái ấm và cái đế để rót, để kê cái chén rượu đó thì nó màu phủ màu đen, nhưng mà cái chén rượu thì nó lại màu đỏ, nó làm nổi bật cho cái chén rượu này nè. Cho nên mà khi chúng ta thấy cái ngày cưới đó, những cái đôi mà phu thê, cô dâu chú rể đó, họ uống rượu cái ly để làm cái ly nổi bật, đó là một trong những cái điều rất là độc đáo của người Nhật. Và chúng ta thấy là khi ba cái ly mà nó chồng lên nhau, nó nhìn giống như một cái tháp vậy. Cái bộ này chất liệu của nó đó là nhựa an toàn của Nhật, nhưng mà nó phủ sơn mài. Cái này nó có hai dạng nha, một cái dạng là nó bằng gỗ, một cái dạng nó bằng bằng nhựa an toàn, nhưng mà nó sản xuất rất là chất lượng, cốt rất là dày. Đây thì có những cái dạng nó bằng gỗ, các anh chị cũng rất là khó phân biệt, do shop là trước đây shop cũng có nhiều lần tiếp xúc, có kinh nghiệm, thậm chí là những cái bình mà nó bị bể đó, shop đập ra shop coi thử luôn, nên mới có cái kinh nghiệm để phân biệt được. Ở những cái góc phát, những cái cạnh của bằng nhựa này nè, chúng ta thấy những cái lần cắt khi mà sản xuất, còn những cái đồ mà nó bằng cốt gỗ đó thì họ làm rất là chỉnh chu, cực kỳ khó phân biệt luôn giữa hai cái dòng này nè, rất là khó phân biệt. Cái ấm này nó, cái quai nó liền thân nhìn rất là độc đáo, nhưng mà cao luôn tới cái quai đó là 18 năm, còn cao tới cái ấm á là 9, đường kính của cái ấm là 8.5. Cái đế này nó cao 5.5, đường kính là 13. Cái chén lớn nó cao 4, đường kính 11. Chén nhỏ cao 3, đường kính là 9. Cái chén nhỏ nhất là cao 2.5, đường kính là 7. Mã sản phẩm là H16, giá 250k trên bộ. Bộ này còn mới nguyên đó các anh chị. Sản phẩm tiếp theo, một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bình hoa gốm Shino. Shino là một cái dòng gốm đặc trưng của Nhật, nhưng mà cái bình này nó là cái dạng bình Shino men tuyết, là một cái phiên bản giống như cái phiên bản cao cấp vậy đó, và một trong những cái phiên bản rất là đẹp, rất là độc đáo. Cái bình này dán rất là hay. Cái bình này do cái phông nền của shop đó là cái phông nền trắng, cho nên chúng ta nhìn nó không có nổi bật, kiểu men nó rất là đẹp. Dòng Sino men tuyết nè, nó vẽ chủ đề là hạt. Hạt là cái loài giống như là chim tiên vậy đó, nó tượng trưng cho cái sự chung thủy và trường thọ cũng như may mắn. Theo quan niệm của phương Đông thì chỉ có loài hạt có thể bay lên tới thiên đình, và loài hạt là cái loài giống như là loài sống trường thọ và duy nhất, nó kết đôi trong đời chỉ một lần, cho nên nó tượng trưng cho cái sự chung thủy. Chúng ta thấy cái màu men, cái kiểu men nè, rất là ấn tượng luôn, cực kỳ ấn tượng. Cái dòng men này nè,
là một cái dòng gọi là cái dòng phiên bản đặc biệt cao cấp và rất là đẹp của Sino. Ta cận cảnh thôi chúng ta mới thấy ở ngoài thực tế nó như vậy đó. Cái bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Những cái bình này các anh chị trưng bày thôi, khỏi cần cắm hoa, nó đã là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là hoàn mỹ rồi. Cái bình này thì nó còn nguyên luôn cái giấy chứng nhận của nghệ nhân, cái giấy chứng nhận của nghệ nhân nó được giấy này nó, các anh chị thấy không, nó rất là cũ kỹ nè, chứng tỏ cái bình này nó cũng đã có tuổi rồi, nhưng mà nó được bảo quản rất tốt. Thật ra cái bình này lúc trước nó có cái hộp gỗ luôn, nhưng mà do cái chỗ của shop nó vận chuyển khó khăn lắm, cho nên shop bỏ cái hộp gỗ để nó đỡ cái cồng kềnh, có giấy chứng nhận và cái ấn truyện của nghệ nhân. Không phải cái giấy là nó cũ kỹ đây, nó chỉ có tiếng Nhật thôi. Đây là cái ấn truyện trên đáy bình. Những cái bình này trưng bày rất là đẹp các anh chị. Hai bên mặt nó vẽ hai đôi hạc với hai cái tư thế giống như hai cái góc nhìn khác nhau vậy đó. Bình này cao 20. Đường kính miệng là 8.5. Dòng thân là 53, mã sản phẩm là H17, giá 950k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái tô men lam xưa của Nhật rất là đẹp. Cái tô này nó tạo hình khá là đặc biệt nè, cái dáng nó gần như vuông nhưng mà nó tạo hình giống như một cái đóa hoa cúc cách điệu. Ở đây cũng thế nè, cái vành nó đó nó được khắc vuốt tạo hình giống như một cái đóa hoa cúc cách điệu vậy đó. Ở đây nó không có liền nhưng mà nó tạo hình giống như những cái cánh hoa cúc vậy đó các anh chị, nhìn rất là độc đáo, rất là công phu luôn. Từng cái đường nó được vuốt rất đều tăm tắp như thế này nè, giống như một cánh hoa cúc. Lồng nó vẽ hoa cúc dây và trái đào. Trái đào nó tượng trưng cho cái chữ thọ, tức là chúc thọ đó. Cái dòng này nó vẽ rất là tinh xảo, chúng ta thấy nè, từng cái nét bút rất là nhỏ kết hợp với cái nét cọ lớn của những cái đó hoa, cái cánh cánh cái lá hoa cúc nè. Cái dòng này vẽ rất là tinh xảo, cực kỳ công phu. Chúng ta thấy những cái vòng tròn đồng tâm mà họ vẽ tay như vậy đó, chứng tỏ là cái kỹ thuật vẽ rất là điêu luyện. Bên ngoài thì vẽ quả lựu. Tượng trưng cho cái cầu mong cho cái con đàn cháu đóng hay là sự sinh sôi nảy nở. Thì chúng ta thấy đáy nè, có truyện ký xưa nè, ấn truyện xưa. Cái trôn này nó lên nước nè, cái màu cam cam đó là màu oxit sắt trên những cái sản phẩm xưa mới có đó. Tô rất là đẹp, dáng đẹp, dáng lạ, họa tiết vẽ rất là công phu, màu men cũng đẹp nữa. Tô này nó cao 6, đường kính là 17, mã sản phẩm là H18, giá 250k. Tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm mộc rất là đẹp, một cái bình hoa gướm mộc rất là đẹp luôn. Bình này dáng rất là độc đáo, cái dáng này các anh chị hay gọi là cái dáng hút lộc, do là cái bụng nó to tròn, cái bụng nó to tròn, cái miệng rất là nhỏ, nó cầu mong cho cái bụng to tròn nó thể hiện cho cái sự ấm no đầy đủ. Cái bình này nó độc đáo ở chỗ đó là phần trên nó phủ cái men xù xì cùng với cái cốt gốm đó, là được nghệ nhân họ họ trộn những cái viên sỏi nhỏ trong cái cốt gốm,
Cho nên khi mà nung men đó, nung gớm xong đó, nó tạo nên cái vẻ xù xì, nhìn rất là ấn tượng. Phần dưới thì lại phủ men kiểu long thỏ, hay gọi là thiên mục long thỏ. Nhìn rất là ấn tượng luôn. Đặc biệt cái bình này nè, cái cốt nó nặng, rất là nặng, nặng khủng khiếp. Nặng rất là nặng so với cái thể tích, cái kích thước cũng như là những cái sản phẩm mà cùng kích thước. Cái bình này thật ra nó còn mới nguyên cái hộp gỗ, nhưng mà cái hộp nó rất là cồng kềnh, mà cái chỗ của shop thì vận chuyển nó hơi khó khăn, cho nên là shop bỏ những cái hộp gỗ hết. Đây, nó còn cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Cái bình này cái dáng rất là hay. Dáng này các anh chị chơi theo cái hướng phong thủy gọi là cái dáng hút lộc, do cái bụng nó to tròn, miệng nó nhỏ. Đây, cái kiểu men kiểu thiên mục long thỏ nè, màu men rất là ngọt, cực kỳ tinh tế, đáy được tạo hình rất là đẹp và đáy có ấn tượng của nghệ nhân. Đây, chúng ta nhìn cái góc độ này, chúng ta thấy những cái viên sỏi nhỏ trong cái cốt đó. Cái bình này các anh chị trưng bày hay là chúng ta cắm cắm hoa rất là độc đáo nè. Các anh chị có thể là cắm những cái cành lựu xay trái, những cái cành hồng trĩu quả, hay là chúng ta cắm ly cúc đều rất là đẹp. Bình này nó cao 21, đường kính miệng là 7. Dòng thân là 60, 68 năm. Mã sản phẩm là H19, giá 850k. Những cái anh chị mà đã sử dụng những cái bình này để cắm hoa đó thì các anh chị rất là thích. Những cái anh chị trước đây thì shop có bán những cái sản phẩm ra Hà Nội đó, thì các anh chị mà ở ngoài Hà Nội đó, nói là những cái bình này nè, cắm hoa, những cái bình gốm mộc của Nhật cắm hoa rất là lâu tàn, và nó nước nó không có bị hôi. Tiếp theo là một cái khai sứ. Khai này thì các anh chị sử dụng khai trà là đúng mục đích nè. Khai này là khai sứ. Khai này to, trên thân nó vẽ hoa hồng rất là tinh tế. Họa tiết nó vẽ trên vành để khi chúng ta bày bộ trà đó thì cái hoa nó vẫn không bị che đi. Cái này nó thuộc cái dòng gốm, cái dòng sứ Sango. Sango là một cái dòng sứ cực kỳ nổi tiếng. By Sango China có nghĩa là sứ China. Tại vì trong cái từ chuyên môn của tiếng Anh đó, China có nghĩa là sứ, để nó phân biệt với gốm của porcelain, là porcelain là gốm hoặc là que đấy. Do gốm sứ nó bắt nguồn từ Trung Quốc, cho nên trong cái thuật ngữ chuyên môn đó thì China trong gốm sứ đó là nó chỉ là sứ. Dĩa này cốt dày rất là nặng, cốt tốt, men bóng đẹp, đường kính là 28 năm, mã sản phẩm là H20, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình hoa, một cái bình hoa gốm rất là đẹp, một cái bình hoa gốm mộc. Cái dáng cao thanh, cái dáng này các anh chị theo chơi theo cái hướng phong thủy cũng gọi là cái dáng hút lộc nè. Do cái bụng nó to tròn, cổ rất là nhỏ, cổ và miệng rất là nhỏ. Cái bình này thì còn gọi là cái bình tỳ bà, cái dáng tỳ bà, nó nhìn giống như cái đàn tỳ bà đó các anh chị. Nó phối màu men cực kỳ là độc đáo. Một phần nửa của bình nhưng mà nó không phải nằm ngang, nó nằm theo cái chiều xéo. Một nửa bình là nó phủ men màu xanh ánh tím, một nửa bình nó phủ men màu trấn ngà, nó điểm men kiểu mà thiên mục diêu biến. Cái này gọi là thiên mục diêu biến, tức là kiểu men long thỏ nhưng mà nó không có liên tục, nó gọi là thiên mục diêu biến. Ở ranh giới giữa hai cái lằn men này nè,
nó tạo nên một cái đường giống như cái đường men long thỏ, nhìn rất là độc đáo. Cái bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, ở Việt Nam chúng ta gọi là gốm vuốt tay. Rất là đẹp luôn. Đây, đáy nó có hai cái triện, một cái triện vuông và cái một cái triện âm vào trong cái cốt gốm. Bên ngoài nó rất là rõ các anh chị. Đây nó bị ánh sáng đèn nó mạnh quá, nó chúng ta nhìn không có rõ bằng thực tế. Nó cao 29 năm. Mình này cao to. Đường kính miệng là 5.5. 5.8 đó thì nó chính xác hơn. Đường kính là 60.5, xin lỗi, cái dòng thân là 60.5. Mã sản phẩm là H21, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô Imari hay là cái tô Arita xưa. Cái này nói xưa thì nó không chính xác, cái này nói cổ thì nó có thể nó đúng hơn. Cái này nó thuộc cái dòng Arita cổ. Tô này rất là sâu tuổi, cực kỳ sâu tuổi. Lòng nó vẽ hoa nè, họa tiết nó được vẽ thủ công, những cái màu vàng này là nó được vẽ bằng vàng thật. Đóa hoa nó như lửa rực rỡ, chúng ta thấy bốn cái đóa hoa bên ngoài nó như cái màu lửa rực rỡ vậy. Trên thân nó vẽ cái hình con chim, đây nó vẽ nai giống như tùng lộc vậy đó, nai bên dưới cây tùng. Và ở trên vành này chúng ta thấy nè, nó vẽ những cái một cái người ẩn sĩ và cái hoa văn hình chữ vạn. Đặc biệt bên ngoài cái họa tiết nó mới độc đáo, nó vẽ phượng hoàng. Cực kỳ tinh xảo. Họa tiết nó được vẽ bằng men nổi. Tôi thấy cái phượng hoàng này nó vẽ rất là đẹp luôn. Cái màu men của phượng hoàng này nè, nó đặc trưng cho cái dòng mà nó được sản xuất vào cái thời Edo đó các anh chị. Trước cái thời Meiji nữa. Màu men của phượng hoàng này nè, màu men xanh này nè, nó đặc trưng cho cái những cái dòng nó được sản xuất vào cái thời Edo đó, trước thời Meiji nữa. Nó khoảng từ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 18. Dòng này rất là sâu tuổi nè. Dòng này cực kỳ sâu tuổi, cốt dày rất là nặng. Cái dòng này nó trước thời Meiji nữa, nó trước năm 1868. Nó khoảng từ năm 1860 trở về trước. Cao 7, đường kính 21 năm, mã sản phẩm là H22, giá 1850k, tức là 1.850.000. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa men lam rất là đẹp. Cái dòng này là cái dòng men lam đặc trưng của Nhật. Bình này nó được vẽ toàn thân, cực kỳ tinh xảo và công phu, vẽ kính toàn thân luôn, không sót một cái chỗ nào cả. Đây nó vẽ một cái người bên một cái cội liễu. Họa tiết nó được vẽ theo cái phong cách phóng khoáng nhưng mà cũng rất là chi tiết. Ở đây chúng ta thấy nè, mặt người
từ cái chi tiết tai rất là rõ ràng. Bên đây thì nó vẽ một cái khung cảnh rất là bình yên. Dòng này là cái dòng men lam rất là đặc trưng của Nhật nha. Trên này nó vẽ hoa mẫu đơn. Đây chúng ta thấy cái ấn triện này nè, là cái dòng men lam đặc trưng của Nhật nè. Dòng này chúng ta hay gặp những cái dĩa, những cái an nó tạo hình cái đóa hoa cúc hoặc là hoa sen đó. Dòng này rất là đẹp, màu men đẹp, cốt sứ đẹp. Nó được vẽ tay, họa tiết được vẽ tay, chúng ta thấy những cái nét cọ nè, đậm nhạt nè, nơi bắt đầu và kết thúc của những cái nét vẽ đó. Mình thì dáng cũng đẹp nữa, dáng đẹp, họa tiết đẹp. Bình này cao 24, đường kính miệng là 9.5. Dòng thân là 55 năm, mã sản phẩm là H23, giá 1.850.000. Phiên bán hàng của ngày 28 tháng 11 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.